Thư này thì có vẻ thực tế hơn nhưng mà cũng không đơn giản. Thưa cha, cho con hỏi về vấn đề xin lễ cho các linh hồn. Theo con nghĩ thì nếu đã đụng đến vấn đề xin lễ bằng tiền là vấn đề tế nhị. Chúa không cần của lễ mà cần tấm lòng. Con nghe nói ngay trong quận nhất này có cha quy định muốn xin lễ thì phải có 100.000 đồng. Nếu vậy thì những người buôn bán nghèo làm sao xin được lễ? Ở quê có người đến xin lễ bằng trái bầu, trái bí họ làm ra. Và con nghĩ đồng tiền bạc hóa là đồng tiền có ý nghĩa nhất. Đấy, tế nhị ở chỗ đấy. Câu hỏi có vẻ rất là cụ thể, nhưng mà tế nhị là phải rồi. Ở quê không những là xin lễ bằng trái bầu, trái bí mà có khi lễ chịu. Cha đang mặc áo lễ ở trong phòng thánh chuẩn bị ra làm lễ thì bà ấy chạy vô. Ông cố, làm cho con lễ nha, Maria, cho chịu tuần tới nha. Người ta chưa bán lúa mà sao có tiền được. Thế thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị thế này. Mình đừng có coi cái chuyện tiền bạc này là giá để mua một thánh lễ. Đừng có coi đây là chuyện tiền bạc mua lễ, không phải. Đây chỉ là sự đóng góp của chúng ta vào đời sống chung của giáo hội. Gần gũi hơn là của giáo xứ mình đang sống chẳng hạn. Thế thôi. Bây giờ các anh chị kể cho tôi nghe xem là đối với các linh mục ở Việt Nam đó, thì giáo hội lấy cái gì để lo đời sống cho các ngài? Zero. Trước năm 1975, khách sạn Caravelle là của giáo phận chúng ta. Ngân hàng Đại Nam của giáo phận chúng ta. Có cả thương xá gì đó cũng là của giáo phận chúng ta. Giáo phận có một số cơ sở, từ đó có lợi nhuận để lo cho đời sống của các linh mục. Nhất là những linh mục về hưu, rồi những linh mục đang làm việc, thì các ngài an tâm làm việc cho anh chị em giáo dân. Bây giờ chúng ta có cái gì? Mất hết. Bao nhiêu trường học cũng mất hết. Bao nhiêu bệnh viện cũng mất hết. Kể cả những cơ sở để sinh hoạt cũng mất luôn. May mà còn xin lại được cái này. Nói đùa tí cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà có ý chia sẻ với các anh chị thế này. Cái tiền mà chúng ta đem đến gọi là xin lễ không phải là để mua lễ, mà là phần đóng góp của mình cho đời sống của hội thánh. Và nếu có một cái quy định, ví dụ 100.000 chẳng hạn, thì đó là một cái quy định ở mức chung chung. Bởi vì nhiều khi anh chị em giáo dân vui vẻ lắm, thưa cha lễ bao nhiêu? Mỗi lần nghe thế là tôi buồn lắm. Bây giờ tôi làm giám mục này thì không ai xin lễ kiểu đó cả. Nhưng mà tôi nhớ ngày xưa là nhiều người đến hỏi mà, thưa cha lễ bao nhiêu? Mình nghèo quá, mình không có tiền, đâu có làm sao. Vào nói là tôi tin là các linh mục cũng vẫn dâng lễ thôi. Cho nên xin đừng quan niệm đó là giá để mua một thánh lễ, nhưng quan niệm đó là sự hy sinh, sự đóng góp của mình cho đời sống của hội thánh. Và qua đó Chúa thấy tấm lòng của chúng ta. Thế bây giờ một câu hỏi tiếp cũng về vấn đề này có vẻ phức tạp. Có những người khi bán được nhà chẳng hạn, họ có số tiền lớn, họ gửi vào nhà dòng hay các cha. Mặc dù chưa chết nhưng họ xin lễ cho chính bản thân họ trước. Ăn chắc, phải không? Lỡ con cái sau này không xin lễ cho họ, như vậy thì việc này có đúng không? Theo con cũng là một tấm lòng, vì tiền đó có một mục đích tốt. Nhưng như vậy thì những người không có của cải, họ không được hưởng ơn tha bớt tội lỗi lúc ở luyện ngục do không có tiền. Ấy, phức tạp hơn nữa. Bây giờ không phải chỉ là chuyện tiền để mua lễ, mà tiền là để bớt tội. Cái này mua luôn cả Chúa.
chứ không phải mua ông cha, mua luôn cả Đức Chúa Trời. Anh chị biết không, ở nhiều nơi trên thế giới, tôi sống ở bên Mỹ nhiều hơn là Âu Châu. Tôi chỉ có sang thăm mới làm việc ở Âu Châu thôi, chứ còn lúc đi học thì ở bên Mỹ, cho nên tôi biết ở bên Mỹ nhiều hơn một chút. Anh chị có biết sao mà giáo hội bên đó người ta có những cơ sở lớn lao rộng rãi không? Không phải tự nhiên mà có đâu, mà là của người giáo dân người ta dâng hiến đấy. Trong thời gian tôi ở bên đấy, tôi làm phó sứ. Có một hôm, cha già, cha sứ đó, ngài mới kể cho tôi nghe, bảo hôm nay mừng quá. Và sao vậy? Đại khái có một ông giám đốc, ông ấy thừa hưởng gia nghiệp từ người cha của mình, một cái công ty chắc cũng trị giá khoảng 5-70 triệu đô la gì đó. Mà ông ấy cũng chưa lớn tuổi lắm, nhưng mà không may là bác sĩ phát hiện bị ung thư, mà là giai đoạn cuối rồi. Thì ông đến, ông ấy gặp cha xứ, ông ấy nói là con có nhiều cái dự án khi qua đời, nhưng mà trong đó là muốn dành cho nhà thờ một cái phần, ví dụ 1 triệu đô la, và chỉ mong muốn có mỗi điều thôi, là nhà thờ giữ lại cái ca đoàn hát tiếng Latin, đừng có bỏ. Ví dụ vậy đấy. Hoặc là trong một đại học công giáo, có một gia đình, người ta dâng một lúc 10 triệu đô la để xây một khu trường mới của đại học. Nghĩa là có nhiều người giáo dân Chúa ban cho họ giàu có, nhưng trước khi họ qua đời, họ di chúc họ để lại cho giáo hội hoặc cho những cơ quan từ thiện để làm gì? Để làm việc bác ái, để làm việc phục vụ con người. Thế thì đương nhiên là giáo hội tưởng nhớ những người có tấm lòng thành như vậy. Và nếu chúng ta nhớ lại cái câu nói của Thánh Gioan Thánh Giá, vào buổi xế chiều của cuộc sống, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu. Đến trước tòa Chúa, Chúa không xét xử chúng ta có bằng cấp làm sao, có bao nhiêu tiền, làm gì, mà Chúa xét xử chúng ta về lòng mến, về tình yêu. Cho nên, khi người ta làm việc vất vả cả đời, rồi người ta hiến dâng những gì mình có cho giáo hội, để giáo hội phục vụ con người, thì đấy không phải là dấu chứng của lòng mến à? Thì đâu chỉ là chuyện xin lễ, phải không? Thế còn bây giờ, bạn học viên mà viết cho tôi hỏi rằng, như vậy những người mà không có của cải, họ không được hưởng ơn tha bớt tội lỗi khi ở luyện ngục thì làm sao? Thế các anh chị và các bạn đi lễ thì nghe cái lời cầu nguyện làm sao? Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đã qua đời trong tình thương của Chúa. Thế không có họ ở đấy à? Có chứ. Có chứ. Cho nên mình đừng nghĩ như vậy. Nghĩ như thế này là đơn giản quá. Mình nghĩ là có thể lấy cả tiền mà mua Đức Chúa Trời được thì không có đâu. Chúng ta được cứu độ nhờ đức tin, và Thiên Chúa xét xử chúng ta ở lòng mến đó, chứ không phải là những tính toán theo kiểu thế gian nhé. Lần trước á, chúng ta bắt đầu bằng đề tài tôi tin. Hôm nay chúng ta đi tiếp tôi tin kính một Thiên Chúa. Credo in unum Deum. Một Thiên Chúa chứ không phải là 2-3 Thiên Chúa. Không phải là nhiều Thiên Chúa, một thôi. Nhưng Thiên Chúa ấy lại là Cha và Con và Thánh Thần. Thế bây giờ mình đi từng bước một. Trước hết là Thiên Chúa duy nhất. Và như tôi đã nói với các anh chị nhiều lần, bởi vì các anh chị đã quen với Kinh Thánh, mà mục đích của lớp học này cũng vậy, cho nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nhìn lại một số bản văn trong Kinh Thánh.
Thế tôi mời các anh chị lấy sách Xuất Hành chương 20 từ câu 1 đến câu 17. Chúng ta phải đọc hết từ câu 1 đến câu 17 thì mới chọn. Nhưng vì thời giờ không có nhiều cho nên có thể ta chắp ra một số câu để đọc, hiểu được nội dung. Chương 20 ở trong sách Xuất Hành tựa đề là 10 điều răn. Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phụ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta chọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Chúng ta có kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thì kinh 10 điều răn đó là tóm tắt lại đoạn kinh thánh ở trong sách Xuất Hành chương 20 từ câu 1 cho đến câu 17. Chúng ta chưa có đọc hết. Bây giờ tôi chỉ xin các anh chị để ý này. Trước hết là mình đặt kinh 10 điều răn này vào trong bối cảnh của sách Xuất Hành. Đã học kinh thánh cựu ước rồi có còn nhớ không? Cái lúc này là lúc mà người Do Thái còn ở bên Ai Cập hay là ra khỏi Ai Cập rồi? Ra khỏi Ai Cập rồi. Đã ra khỏi Ai Cập rồi. Và đang ở đâu? Gần núi Sinai. Đang ở trong sa mạc. Đến núi Sinai. Sinai. Và ở đó Thiên Chúa sẽ ký kết cái gì với người ta? Ký kết một giao ước, mà qua giao ước đó Chúa sẽ là Chúa của dân Israel và họ sẽ là dân của Chúa. Cho nên 10 điều răn này mình đọc thì hãy hiểu đó là những điều khoản của giao ước. Và trong những điều khoản của giao ước, trong những điều răn chúng ta vừa mới đọc, thì điều răn đầu tiên là gì? Câu thứ 3: ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Anh chị thấy chưa? Cái điều răn đầu tiên quan trọng nhất: không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Và chúng ta đọc thêm ở câu thứ 5 thì sẽ thấy Chúa phán: Thiên Chúa của ngươi là một vị thần ghen tương. Thế nghĩa làm sao? Xem ra đọc câu này các chị có vẻ thích hơn các ông nhỉ? Chúa cũng giống mình. Cái từ ghen tương ở đây á, khi con người chúng ta nói về Thiên Chúa, mình không có cái cách nào để diễn tả về Thiên Chúa ngoài cách là khởi đi từ kinh nghiệm sống của con người. Cái từ ghen tương ở đây muốn diễn tả sự độc hữu. Chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi, chứ không có thần tượng nào khác hết. Cho nên không có được tạc tượng vẽ hình, không có được dùng danh Chúa một cách bất xứng. Tất cả
đều nhấn mạnh là Thiên Chúa duy nhất. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp một đoạn khác ở trong Cựu Ước. Các anh chị lấy sách Đệ Nhị Luật. Đã học Kinh Thánh với tôi rồi thì mở Kinh Thánh chắc là nhanh lắm đó. Đệ Nhị Luật ở chương 6. Chương 6 từ câu 4 cho đến hết câu 9. Các anh chị thấy chưa? Thấy. À, mời các anh chị. Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu. Phải viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em. Các anh chị thấy chưa? Cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc nó trở thành lời kinh nổi tiếng trong đời sống tôn giáo của người Do Thái, gọi là Kinh Shema. Nghe đây hỡi Israel, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Rồi ở phía cuối đó, câu thứ 8 đó, chúng ta thấy nói là phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu và mang trên trán làm phù hiệu. Cái người Do Thái người ta có làm không? Có. Đọc Phúc Âm xem. Có chỗ nào mà Chúa Giêsu nói đến chuyện đấy? Mấy cái ông được phái mà đeo cái hộp kinh. Có đấy. Họ viết lên trên giấy, cho vào cái hộp nhỏ gắn ngay giữa trán này này cho nó khỏi quên. Thế nhưng mà khổ cái là nó gắn ngay ở trên trán ấy thì nó vẫn ở trên trán chứ nó đâu có vào trong tim. Cho nên quên thì vẫn quên thôi. Rồi gắn ở trên cánh tay này. Nói như thế để chúng ta thấy cái điều răn phải thờ phượng Thiên Chúa duy nhất quan trọng như thế nào trong Cựu Ước. Vậy thì khi Chúa Giêsu đến, Ngài có thay đổi cái gì không? Chúng ta lấy đoạn Tin Mừng theo Thánh Marco xem Chúa Giêsu dạy làm sao. Marco chương 12 câu 28 trở đi. Điều răn đứng hàng đầu. Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Cảm ơn các anh chị. Như vậy, khi được hỏi điều răn nào là điều răn trọng nhất, Chúa Giêsu lập lại y nguyên cái kinh Shema mà chúng ta đọc ở trong sách Đệ Nhị Luật, có đúng không? Nhưng vừa mới đọc xong. Thế cho nên một trong những cách để học Kinh Thánh và giáo lý đó là phải đối chiếu.
Đối chiếu như vậy, ta sẽ thấy là Chúa Giêsu tiếp nối cái truyền thống từ Cựu Ước. Chứ nếu không thì mình bảo là người Công giáo thì không cần phải học Cựu Ước. Thì đúng là Tân Ước đối với chúng ta là tâm điểm. Nhưng nếu mình hiểu biết Cựu Ước thì mình sẽ hiểu biết phong phú hơn, đầy đủ hơn. Cái từ một vài đoạn kinh thánh căn bản mà tôi mới giới thiệu với các anh chị, thì tôi nghĩ là các anh chị thấy rõ ngay. Tôi tin kính một Thiên Chúa có nghĩa là gì? Cái niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất là đòi hỏi hết sức quan trọng trong thời Cựu Ước. Các anh chị hãy hình dung ra lúc bấy giờ dân Israel sống giữa các dân tộc đa thần. Người ta có niềm tin tôn giáo chứ không phải là người ta vô thần. Nhưng mà người ta tin vào nhiều thần thánh lắm chứ không phải chỉ có một. Còn Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta đó là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Cho nên trong suốt lịch sử Cựu Ước, đây là mặc khải trung tâm, hết sức quan trọng. Các anh chị còn nhớ câu chuyện của vị tiên tri nào mà để giúp cho dân Israel đừng chạy theo các thần ngoại giáo, thì Ngài đã có một cuộc thách đố rất lớn với các tư tế của đạo gì? Đạo Ba-an. Ông tiên tri nào vậy? Elia. Tôi nhắc lại vị tiên tri mà các anh chị dễ nhớ nhất để chúng ta thấy được tầm quan trọng của niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất trong thời Cựu Ước. Cho nên trong sách Isaiah ta đọc thấy câu này: nào muôn dân khắp cõi địa cầu hãy hướng về ta thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì ta là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Chỉ có một mình Đức Chúa mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Chỉ có một Chúa mà thôi. Nếu thực sự là các anh chị và tôi mà tin vào Thiên Chúa duy nhất như Cựu Ước trình bày và như Chúa Giêsu tiếp tục khẳng định, thì cũng giống như ở trong lời kinh Shema đó, chúng ta phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Tại sao vậy? Là bởi vì nếu mà chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, thì ở trong cuộc đời này và cả cái vũ trụ này, cả lịch sử này, còn có ai cao cả và quyền năng hơn Ngài không? Nếu mà còn có một ai cao cả và quyền năng hơn Ngài thì Ngài đâu có phải là Thiên Chúa duy nhất nữa, đúng không? Thiên Chúa duy nhất đương nhiên phải là đấng quyền năng vĩ đại hơn tất cả. Mọi sự là bởi Chúa mà ra. Và vì thế, nếu chúng ta thực sự tin vào Thiên Chúa duy nhất, như các anh chị và tôi vẫn tuyên xưng, tôi tin kính một Thiên Chúa, thì mình phải sống với tâm tình cảm tạ tri ân luôn luôn. Ở trong lớp Kinh Thánh đã nhiều lần tôi nói với các anh chị, người Do Thái, một trong những lời kinh quen thuộc nhất của người ta đó là lời kinh chúc tụng và tạ ơn. Vừa mới ngủ dậy, chúc tụng tạ ơn Chúa ban cho con sự sống. Bởi vì giấc ngủ là hình bóng sự chết mà, ngủ rồi ngủ luôn. Bây giờ còn thức dậy, chúc tụng Chúa ban cho con sự sống.
mặc quần áo vào bắt đầu một ngày mới, chúc tụng Chúa ban cho con có quần áo mà mặc. Bởi vì biết bao nhiêu người không có quần áo mà mặc. Bưng bát cơm lên, chúc tụng tạ ơn Chúa vì cho con có chén cơm mà ăn. Lời kinh chúc tụng tạ ơn là tràn ngập trong đời sống tôn giáo của người Do Thái, mà ngày hôm nay đôi khi chúng ta quên mất. Mỗi lần mình cầu nguyện thường là mình cầu xin thôi. Xin cái này, xin cái kia, xin không được thì trách móc, phàn nàn. Chứ ít khi mà mình chúc tụng, ít khi mà mình tạ ơn. Nên tin vào Thiên Chúa duy nhất thì cuộc đời của chúng ta là cuộc đời sống trong tâm tình cảm tạ tri ân. Thế rồi, tin vào Thiên Chúa duy nhất, vậy mà tôi là con người, Kinh Thánh nói là tôi được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thế thì phẩm giá của tôi cao biết chừng nào? Được tạo dựng giống Chúa cơ mà, theo hình ảnh của Chúa, phẩm giá cao cả lắm. Và nếu chúng ta thực sự tin vào Thiên Chúa duy nhất, thì chỉ có một mình Chúa là Chúa mà thôi. Còn mọi loài thụ tạo khác, cho dù nó có giàu sang, có quyền lực, nó có đẹp đẽ, nó có hấp dẫn đến đâu đi nữa, thì nó cũng chỉ là thụ tạo thôi. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là Chúa. Thánh Augustino khi mà Ngài trở lại với Chúa thì Ngài kêu lên: ôi cái đẹp, con yêu người quá đỗi muộn màng. Con yêu người quá đỗi muộn màng, bởi vì từ trước đây bao nhiêu năm con cứ đi tìm vẻ đẹp nơi những thụ tạo chóng qua. Mà Chúa mới là vẻ đẹp vĩnh hằng thì con không tìm. Bây giờ con mới phát hiện ra, cho nên Ngài mới nói câu rất nổi tiếng: con yêu người quá đỗi muộn màng. Cho nên bước đầu tiên hôm nay đó là chúng ta nhìn lại niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Chỉ có một mình Chúa là Thiên Chúa mà thôi, không có cái thần tượng nào khác. Nếu dừng lại ở đây thì mình mới dừng lại ở Cựu Ước thôi. Cho nên ta phải đi tiếp thêm một bước nữa. Thiên Chúa duy nhất ấy là Cha và Con và Thánh Thần. Thế bây giờ tôi mời các anh chị đọc lại một vài bản văn trong Kinh Thánh rất thân quen với chúng ta. Trước hết là Matthew, chương cuối cùng của Matthew, chương 28. Và là những câu cuối cùng của tin mừng Matthew, câu 16 đến 20. Đức Giêsu hiện ra tại Galilê và sai môn đệ đi đến với muôn dân. 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bấy lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Chúa Giêsu dạy chúng ta như vậy. Anh chị có để ý lúc nãy khi người ta hỏi điều răn nào là điều răn trọng nhất thì Chúa Giêsu trả lời là: Hỡi Israel, hãy nghe đây, Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa duy nhất. Nhưng mà ở đây đó thì Ngài lại dạy các môn đệ và dạy chúng ta: Hãy đi rao giảng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ở đây thì bản dịch là nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong tiếng Latin, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, thì không có từ Chúa. Những bản dịch của Pháp với Anh cũng vậy. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Chứ không có in the name of the God Father. Dịch là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần để khẳng định rằng Đức Giêsu Kitô cũng là Thiên Chúa. Thánh Thần cũng là Thiên Chúa. Điều đó rất là tốt. Nhưng mà lại có nguy cơ là người khác người ta hiểu thành ba Chúa. Cho nên sau này chúng ta lấy lại cái công thức đã quen từ lâu trong tiếng Việt là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thì đọc cái đoạn văn này để các anh chị thấy là niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần là một niềm tin lâu đời. Chúa Giêsu để lại mệnh lệnh cho chúng ta. Và ngày nay cái công thức rửa tội chúng ta vẫn làm như Chúa dạy: đổ nước trên đầu và đọc Cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trong trường hợp những người mẹ công giáo sinh con mà không may đứa con nó yếu quá, có thể chết, thì chính người mẹ rửa tội cho con. Nhiều người mẹ công giáo trẻ bây giờ không nhớ được cái điều đấy. Những anh chị công giáo nào làm trong ngành y tế cũng phải nhớ cái điều đấy. Chính mình là người làm phép rửa, mình được phép làm trong những trường hợp như thế. Anh chị để ý đoạn Kinh Thánh vừa mới đọc coi. Chúa Giêsu tự xưng với các môn đệ là thầy. Chúng ta dịch như vậy cho nó gần gũi. Bản dịch Việt Nam ngày xưa dịch là ta không à, ta với các người, nghe nó oai. Sau này mình dịch là thầy, nói với trò cho nó gần gũi. Chúa Giêsu tự xưng là thầy và Ngài nói đến Chúa Cha. Thầy sẽ xin Chúa Cha. Và đồng thời Chúa Giêsu nói đến ai nữa? Đấng bảo trợ. Paracletus, người ta dịch ra tiếng Latin là Advocatus. Mà nếu chúng ta phân tích cái từ Advocatus á, thì có nghĩa là được gọi đến Vocatus ad, bên cạnh. Được gọi đến bên cạnh để làm gì? Để nâng đỡ, để an ủi, để biện hộ. Cho nên từ Advocatus này nó sang tiếng Pháp nó thành avoca, tức là ông luật sư. Ông biện hộ chứ còn gì nữa. Và ngày xưa chúng ta cũng gọi Chúa Thánh Thần là trạng sư, đấng bảo trợ. Chúa Giêsu sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho các môn đệ một đấng bảo trợ khác. Đấng bảo trợ đó còn được Chúa Giêsu gọi là thần khí sự thật. Việt Nam mình dịch là thần khí,
cái từ khí ở đây đó, nó muốn diễn tả từ Ruah trong tiếng Do Thái, mà ngay chương đầu của sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa tạo dựng mọi sự thì thần khí bay là là. Khí, hơi thở, gió, Ruah. Chẳng hạn như trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu nói gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu đến và gió sẽ đi đâu. Hoặc là hơi thở, Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các môn đệ bằng cách thổi hơi trên các ông và nói các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Và Thiên Chúa tạo dựng con người bằng cách lấy đất nắn hình người rồi thổi hơi vào lỗ mũi, Ruah, khí, hơi, gió. Nguyên lý của sự sống. Chúa Giêsu sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho các môn đệ một đấng bảo trợ khác. Đấng ấy cũng được gọi là thần khí sự thật. Cho nên trong cái đoạn văn ngắn ngủi này, các anh chị đã thấy Chúa Giêsu vẫn tiếp tục dạy chúng ta Thiên Chúa duy nhất. Phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Nhưng mà đồng thời, Ngài dần dần, Ngài vén mở cho chúng ta thấy Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. Và đến thời các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên thì lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần đã trở nên rất quen thuộc. Cho nên bây giờ chúng ta lấy thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, thư thứ 2 Côrintô, ở chương 13, câu 13, phần kết luận của thư thứ 2 Côrintô. Chúng ta đọc từ câu 11 cho đến hết câu 13. Ngoài ra thưa anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Các anh chị tham dự thánh lễ thỉnh thoảng nghe các linh mục đọc, thay vì Chúa ở cùng anh chị em thì các ngài đọc: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Cái câu đó nó bắt nguồn từ đây này. Mình đi lễ bao nhiêu năm rồi nhưng mà ta hỏi cái câu đó ở đâu mà ra thì mình chưa có biết. Nên nó bắt nguồn từ đây mà ra. Và lời chào chúc đó rõ ràng mở ra mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Cho nên tôi nhắc lại cho các anh chị nhớ, một đàng Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh với chúng ta về Thiên Chúa duy nhất. Một đàng khác, Ngài từ từ, Ngài mặc khải cho mình hiểu Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Thế nhưng từ nãy đến giờ đọc mấy đoạn Kinh Thánh, có thấy Chúa Giêsu dùng cái từ là Thiên Chúa ba ngôi không? Không có. Vậy thì nó từ đâu nó ra? Chúa Giêsu không bao giờ dùng cái từ ngôi cả. Vậy thì sao bây giờ chúng ta lại nói là mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi?
Hội thánh đón nhận mặc khải của Chúa Giêsu về Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. Một đàng thì hội thánh phải đào sâu đức tin, làm sao Thiên Chúa duy nhất lại là Cha và Con và Thánh Thần. Một đàng khác thì có những người người ta giải thích nhưng mà nó không đúng, nó thành ba Chúa. Hoặc là nếu chỉ có một Chúa thì ông Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Chính vì thế, theo dòng thời gian, trong những thế kỷ đầu tiên đã dần dần hình thành tín điều về Thiên Chúa Ba Ngôi. Và để giải thích cái mầu nhiệm vô cùng sâu xa, vượt trên lý trí của chúng ta nhiều lắm, thì hội thánh phải vận dụng những từ ngữ triết học, bản thể này, ngôi vị này, tướng quan, tất cả đều là những từ ngữ và phạm trù triết học mà đối với chúng ta nói chung con người ngày hôm nay rất xa lạ. Rất xa lạ. Hỏi bản thể là gì? Hỏi ngôi vị là gì? Rất rất xa lạ. Một đằng thì chúng ta tiếp tục để dạy cho thiếu nhi những câu giáo lý vỡ lòng. Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Thưa Đức Chúa Trời có ba ngôi. Các em nó thuộc lắm. Nhưng mà giờ tôi đi làm lễ thêm sức cho các cháu mà tôi mắc mớ, tôi hỏi bảo thế ngôi là gì hả con? Thì chắc chắn là nó sẽ bảo con không biết. Nhưng mà nó không biết thì tôi quay ra tôi hỏi giáo lý viên bảo thế ngôi là gì hả con? Thì có khi giáo lý viên bảo con không biết. Nó không đơn giản. Nó là những từ ngữ và phạm trù triết học. Nhưng cho đến bây giờ, hội thánh vẫn dùng những từ ngữ ấy để giải thích, bởi vì chưa có từ ngữ nào mà nó chính xác hơn. Có chăng là chúng ta có thể vận dụng những hình ảnh trong thế giới tự nhiên để một phần nào giải thích. Ví dụ người ta nói đến mặt trời. Nhắc đến mặt trời thì tự nhiên là nói đến một khối tròn. Cái khối tròn ấy mang ánh sáng. Và cái khối tròn ấy tỏa sức nóng. Cả ba khía cạnh đó, cái khối tròn và đồng thời sức nóng cùng với ánh sáng gắn chặt với nhau chỉ là một, chứ không thể tách ra khỏi, phải không? Có chăng là chúng ta vận dụng những hình ảnh đó để diễn tả cho nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà từ ngữ chính thức á, vẫn là những từ ngữ bản thể, ngôi vị, tương quan. Đó là lý do mà các chủng sinh muốn làm linh mục thì trước khi học thần học bắt buộc phải học triết học. Và bây giờ tòa thánh lại còn nhấn mạnh hơn nữa, bởi vì học triết học thì mới hiểu những khái niệm căn bản, rồi từ đó khi học thần học mới có thể đào sâu, nghiên cứu tốt hơn. Chứ còn bản thân Chúa Giêsu, Ngài không có dùng từ ngữ bản thể hay là ngôi vị, nhưng mà Ngài mặc khải cho chúng ta Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Đối với người Công giáo chúng ta thì tôi thấy cách cụ thể nhất để ta tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mình làm dấu thánh giá nhân in Cha và Con và Thánh Thần. Mà một ngày mình làm không biết bao nhiêu lần, miễn sao mà làm cho nó nghiêm túc thôi. Chứ còn để làm gọi là qua loa như là phải ruồi vậy thì nó không ra đâu vào đâu cả. Và khi chúng ta làm dấu đánh giá mà nhân in Cha và Con và Thánh Thần là mình còn vẽ một cái hình thánh giá ở trên thân xác mình, trên con người của mình. Điều đó ý nghĩa lắm.
Và một gợi ý nữa để chúng ta cảm thấy mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không xa chúng ta, đó là Thiên Chúa duy nhất, nhưng Ngài là đứng ở trên tôi, ở trong tôi và ở với tôi. Thiên Chúa là đứng ở trên chúng ta bởi vì Ngài siêu việt chúng ta, siêu việt vũ trụ, siêu việt tất cả. Ngài là đứng tạo thành mọi sự, Ngài ở trên mọi sự, vô cùng cao cả. Nhưng đấng vô cùng cao cả ấy lại là đấng đã xuống thế làm người để ở với chúng ta. Các anh chị học Kinh Thánh Cựu Ước, mỗi lần mà Chúa sai ai đi để thi hành sứ mạng gì đó thì Chúa hứa với người đó làm sao? Ta ở với người. Ở trong Tin Mừng Matthew vừa rồi đó, chương 28, câu cuối cùng của Chúa Giêsu nói với các môn đệ là gì? Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Mình đang sống trong mùa vọng và sắp sửa mừng lễ Giáng sinh. Theo lời Isaiah tiên báo, đấng sẽ sinh ra được đặt tên là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và hằng ngày mình đi lễ, lời chào chúc quen thuộc nhất của linh mục: Chúa ở cùng anh chị em. Thấy không? Ở với và ở cùng tràn ngập Kinh Thánh, tràn ngập đời sống đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa là đứng ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Và Thiên Chúa còn là đứng ở trong chúng ta, chứ không phải chỉ ở ngoài, ở trong. Cho nên Thánh Augustino kêu lên là Chúa ở trong con sâu hơn chính con. Con người khác với loài vật ở chỗ có một thế giới nội tâm, một thế giới ở bên trong. Nhưng mà nhiều khi cuộc sống nó ồn ào quá, nó lôi chúng ta toàn đi ra bên ngoài không à. Ít khi mà trở lại với con người bên trong của mình. Còn chính trong chiều sâu của tâm hồn, Thiên Chúa ngự trị ở đó, ở trong chúng ta. Ở trên, ở với và ở trong. Thế hôm nay các anh chị cùng với tôi dành chút thời giờ để nhìn lại niềm tin của mình vào Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa duy nhất ấy là Cha và Con và Thánh Thần. Thế để những điều mà chúng ta tìm hiểu với nhau nó không chỉ là kiến thức mà thôi, thì chúng ta nên dành ra một vài phút gọi là hồi tâm. Trong giây phút hồi tâm này, tôi muốn mời các anh chị tạm nhắm mắt lại để chúng ta không bị chia trí vì những ngoại cảnh, để ta trở về với lòng mình rõ hơn, cụ thể hơn trong sự thinh lặng của tâm hồn. Chúng ta hãy nghe lại lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Đối diện với lời Chúa, mỗi người chúng ta tự hỏi mình,
tôi có thực sự yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực không? Có thực sự Chúa là chủ cuộc đời của tôi, hay là một cái gì khác đang làm chủ cuộc đời của tôi? Bây giờ tôi xin phép hỏi các bạn là ai trong các bạn thực sự xác tín là khi tôi tin và theo Chúa Kitô, tôi không mất gì hết mà tôi được hết tất cả mọi sự? Ai thực sự dám xác tín như thế giơ tay tôi coi thử coi. Có 2 người, có 3 người, có 4 người, ở dưới kia thêm một số cánh tay nữa. Ai thực sự mà dám xác tín là mình tin vào Chúa Kitô là mình không mất nhưng mà mình được hết mọi sự? Cảm ơn. Nếu mà tính số cánh tay giơ lên thì chắc được 5%. Mà điều đó là thực tế. Đức Giáo Hoàng và một số bạn trẻ ở đây khẳng định như vậy, là nếu tôi tin vào Chúa Kitô thì tôi không mất gì nhưng tôi được hết mọi sự. Thế nhưng trong thực tế, rất nhiều người trẻ, và có thể có tôi ở trong đó nữa, cảm nhận một cách rõ ràng là khi ta tin vào Chúa Kitô, ta đi theo Ngài thì ta mất nhiều lắm, mất nhiều lắm. Thử lấy một vài ví dụ. Chúng ta đang sống trong một môi trường xã hội mà gian dối và lừa lọc trở thành chuyện thường ngày. Kể cả trong những môi trường đẹp đẽ nhất là nhà trường, là bệnh viện, mà gọi là nhà thương đó, cũng có chuyện gian dối và lừa lọc. Sinh viên với học trò ngày nay đi học là quay cóp kịch liệt. Đến cả các bậc giáo sư nữa mà báo chí cũng đăng nào là bằng giả, nào là học vị không thật. Các thầy mà cũng như vậy. Một cái môi trường xã hội mà gian dối và lừa lọc đã trở thành chuyện cơm bữa. Thế thì trong một cái môi trường xã hội như vậy mà nếu tôi tin vào Chúa Kitô thì tôi được cái gì hay là tôi mất? Nếu tôi tin vào Chúa Kitô thì tôi được mời gọi để sống trung thực và ngay thẳng. Nhưng nếu tôi sống trung thực và ngay thẳng đó thì tôi được cái gì? Hay là tôi mất hết? Tôi sẽ nghèo rớt mùng tơi, cả đời không ngóc đầu lên được với ai. Được cái gì hay mất hết? Các bạn hỏi thử mình coi. Chúng ta cũng đang sống trong một môi trường xã hội mà những hình ảnh khiêu dâm, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, rồi thì cái gì cũng ôm hết, xe ôm đã là một chuyện, rồi bia cũng ôm nữa, rồi cà phê cũng ôm nữa, riết rồi đi lễ cũng lễ ôm nữa. À thật, lễ ôm là có thật. Hai anh chị đậu xe ở xa xa ngoài kia, em đằng trước anh đằng sau, vừa dự lễ vừa ôm, lợi cả phần hồn lẫn phần xác. Chuyện đó là có thật. Thế trong một cái bối cảnh xã hội như vậy đó, thì tin vào Chúa Kitô bạn được cái gì hay bạn mất hết? Tin vào Chúa Kitô là bạn được mời gọi sống thanh khiết tự trong tâm hồn. Mà bạn sống thanh khiết như vậy thì bạn mất hết, uổng cả cuộc đời, bao nhiêu là thú vui không biết mùi mẽ gì cả, đúng không? Cho nên nói thì dễ chứ còn thực tế đó, tôi rất là chân thành với các bạn trẻ trong cái chuyện này. Thực sự là chúng ta cảm nghiệm bằng chính cuộc sống của mình, khi mình tin, khi mình theo Chúa Kitô, mình thấy mất mát nhiều quá, chứ còn được thì chả biết là được cái gì. Tại sao vậy? Tại sao mà Đức Giáo Hoàng thì cũng tin vào Chúa Kitô mà Ngài thì khẳng định rằng nếu chúng con tin vào Chúa Kitô chúng con không mất gì hết mà chúng con được hết mọi sự,
Đang khi đó thì nhiều người trẻ chúng mình tin vào Chúa Kitô mà mình chỉ cảm nhận rằng tôi mất nhiều quá mà chả được cái gì cả. Lý do tại sao? Có sự khác biệt. Có thể có nhiều lý do, nhưng mà riêng tôi muốn chia sẻ với các bạn cái lý do này. Đó là khi chúng ta nói đến chuyện được hay là mất, là chúng ta dựa vào thang giá trị. Cái từ này rất là quen thuộc. Khi người ta nói đến thang, các bạn tưởng tượng rằng cái thang có nhiều bậc, có bậc ở trên, có bậc ở giữa, có bậc ở dưới. Bây giờ thang giá trị là cái thang đó có những giá trị nó ở bậc cao, có những giá trị trung bình và có những giá trị ở bậc dưới. Thế thì khi các bạn và tôi nói đến chuyện được hay là mất đó, thì tất cả chúng ta dù nói ra hay không nói ra, ta đều dựa vào một thang giá trị nó đang có trong tâm trí của mình, trong cuộc đời của mình, và mình dựa vào đó để phán đoán thế này là được, thế kia là mất. Không biết các bạn có tiếp thu cái điều mà tôi vừa mới chia sẻ ngay bây giờ được không? Nhưng mà giả như chưa đó thì đêm hôm nay thử nghĩ coi xem có đúng không? Tất cả những chọn lựa và quyết định của các bạn nó đều âm thầm dựa vào thang giá trị của đời sống. Có những người mà trong thang giá trị của họ thì tiền bạc này, địa vị này, chức quyền là giá trị lớn nhất. Và vì những giá trị đó, vì những ham muốn đó, họ sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Sẵn sàng gian dối, sẵn sàng lừa lọc, sẵn sàng chà đạp người khác, kể cả giết người, miễn sao thật nhiều tiền, bảo đảm địa vị, bảo đảm chức quyền. Đối với những người đó, cái mà gọi là tình yêu đó, nó là bậc thang cuối cùng. Nó là chuyện không tưởng. Nó là chuyện của những kẻ hèn kém, hèn nhát cho nên mới nói đến tình yêu. Chứ còn đối với họ là không. Đồng thời lại có những người mà trong thang giá trị đời sống của họ thì hưởng thụ, thỏa mãn đòi hỏi xác thịt là số một, bậc thang cao nhất. Và tìm mọi cách, trong mọi hoàn cảnh, miễn sao để thỏa mãn cho bằng được thì thôi. Bất chấp đạo lý, bất chấp bình an, bất chấp hạnh phúc của người khác, miễn sao tôi thỏa mãn cho tôi. Đối với những người đó thì lời mời gọi thanh khiết của Chúa Giêsu và của tin mừng là zero, zero. Không có trong thang giá trị của họ, chứ đừng có nói là bậc thang cuối cùng. Các bạn thấy không? Đang khi đó, nếu bạn thực sự tin vào Chúa Kitô đó, thì làm sao? Nếu bạn thực sự tin vào Chúa Kitô đó, thì Thánh Phaolô nói thế này này, là bạn hãy mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Có nghĩa là bạn hãy mang trong đời mình thang giá trị của Giêsu. Những cái chọn lựa và phán đoán trong cuộc đời của bạn phải dựa trên thang giá trị có tên là Giêsu. Cái thang giá trị mà ở đó những giá trị tinh thần như là tình yêu, là sự công bằng, sự hiền hòa, khiết tịnh là những giá trị cao quý hơn vật chất. Cái thang giá trị mà ở đó những giá trị liên quan đến sự sống vĩnh hằng nó quan trọng hơn là sự sống trần thế. Nó khác lắm. Chính dựa trên thang giá trị đó đó mà Đức Giáo Hoàng mới có thể nói với các bạn trẻ rằng khi các con theo Chúa Kitô, các con không mất gì hết, mà trái lại các con được hết tất cả mọi sự.
Cho nên nếu ta hiểu tin vào Chúa Giêsu Kitô là như thế đó, là mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa, là mang trong cuộc đời của mình thang giá trị của Chúa, thì các bạn sẽ thấy rằng hóa ra đức tin không phải là chuyện đùa. Đức tin là một thách đố lớn chứ không phải là chuyện đùa. Và sống đức tin không phải là chuyện dễ dãi đâu. Các bạn có thể nói với tôi là tôi đi học giáo lý thấy các cha dạy đức tin là một ân huệ mà. Ân huệ Chúa ban thì tôi chỉ lãnh nhận thôi. Chúa ban cho ai nhiều thì người đó nhận nhiều. Chúa ban cho ai ít thì người đó ít thôi. Bạn nói đúng. Nhưng mà đúng có 50% thôi. Là vì thế này. Đúng, đức tin là ân huệ Chúa ban thật. Nhưng mà xin bạn đừng quên, đó không phải là thứ ân huệ rẻ tiền, mà là thứ ân huệ đắt giá. Thứ ân huệ được mua bằng giá máu của Chúa Giêsu trên thập giá. Chứ không phải là ân huệ rẻ tiền. Không chỉ được mua bằng vàng 3 số 9 đâu, ăn thua quái gì. Mua bằng giá máu của con Thiên Chúa. Cho nên ai nhận lãnh cái ân huệ đức tin đó đó, thì người đó cũng được mời gọi để sống một đức tin đắt giá, chứ không phải là một thứ đức tin rẻ tiền. Bạn cũng có thể nói với tôi rằng là tôi tin Chúa, tôi chịu khó tôi đi lễ mỗi tuần một lần, lễ Chúa Nhật. Rồi mỗi năm tôi đi xưng tội một lần thì là đủ rồi. Lại đúng nữa. Nhưng mà cũng chỉ mới có đờ mi thôi, 50% thôi. Là bởi vì bạn đừng quên rằng là khi bạn đến nhà thờ để dâng thánh lễ Chúa Nhật đó, nó không phải chỉ là cái nghi thức mà mình phải làm cho nó xong. Có một lần tôi đến thăm một gia đình công giáo nhé, vào buổi chiều Chủ Nhật. Tôi vừa mới vào ngồi ghế một chút đó, thì ông chủ nhà ông nói với tôi bảo xin lỗi cha, cha đợi con chút xíu con về. Ông ấy đi đâu chừng 15 phút ông về. Ông bảo thôi cha xong rồi, giờ nói chuyện thoải mái. Các bạn biết đi đâu không? Đi lễ. Đi lễ. Không biết là ông ấy cắt đầu cắt đuôi thế nào mà 15 phút là ông xong rồi. Đi lễ. Đầy đủ bổn phận nhé. Lên thiên đàng cả giường lẫn chiếu, không áy náy nhé. Thánh lễ Chủ Nhật của mình đâu có phải như vậy. Thánh lễ Chủ Nhật đâu có phải là cái chuyện nghi thức mình phải làm cho nó xong. Mà thánh lễ Chủ Nhật chính ra nó phải là đỉnh cao của một tuần lễ sống. Tôi đem đến nhà thờ cùng với anh chị em tôi, tất cả con người, tất cả niềm vui nỗi buồn, tất cả âu lo và hy vọng, tất cả đau khổ và sợ hãi của tôi đến nhà thờ dâng cho Chúa. Và đồng thời cái thánh lễ đó nó cần phải trở thành suối nguồn cho một tuần lễ mới. Nó trở thành suối nguồn cho một lối sống mới có tên là lối sống Giê-xu. Cho nên nếu mà bạn lý luận như vậy thì tôi bảo là đúng, nhưng mà mới chỉ có 50%. Thế trước khi mà nói chuyện thánh thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của giới trẻ, thì tôi muốn mời các bạn hãy nhìn lại cái điều cốt lõi nhất là đức tin của mình. Xem là mình suy nghĩ về đức tin đó làm sao, mình quan niệm về đức tin đó thế nào, và mình sống, mình thể hiện đức tin đó trong cuộc sống hàng ngày của mình ra sao. Thế nếu mà các bạn đồng ý với tôi về nội dung đức tin Kitô giáo là như thế đấy, không phải là chuyện đùa, mà là một ân huệ đắt giá chúng ta được mời gọi để đón nhận và sống đó, thì bây giờ ta mới có thể hỏi nhau rằng thế thì làm thế nào? Làm thế nào để thánh thể thực sự trở thành nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của mình? Cái kinh nghiệm cá nhân của tôi thì nó bé bỏng lắm. Cho nên tôi thấy cách tốt nhất là trở lại với thánh kinh thôi. Và vì thế
Nếu tôi không lầm thì mỗi người trong các bạn đều có một tờ giấy, trong đó có một bản văn tin mừng theo Thánh Luca, có không? À, các bạn có trong tay cả. Thế thì bây giờ tôi mời các bạn cùng đọc với tôi bản văn tin mừng ấy. Cái bản văn nó đúc kết kinh nghiệm của cộng đoàn giáo hội về Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của chúng ta. Một cách trang trọng hơn, mời tất cả cộng đoàn ta đứng lên để cùng đọc trang tin mừng này. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy ra nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ từ sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem. Những người này bảo hai ông: Chúa sống lại thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là sáng.
sức sống của con. Lời Ngài đốm chốt tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hót đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời. Mời các bạn ngồi. Theo các bạn phỏng đoán thì hai ông môn đệ trong câu chuyện vừa rồi khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng bao nhiêu tuổi? 50 không? À, không à? Mấy chục? À? 20 tuổi? Hơn 20? Chắc không? Tôi cũng không biết là bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn đó, là hai môn đệ này cũng giống như nhiều môn đệ khác của Chúa Giêsu vào lúc bấy giờ là những người trẻ. Chúa Giêsu nhà mình trẻ lắm, lúc mà Ngài chịu chết trên thập giá cứ bình thường mà nói thì mới có 33 tuổi, thì tôi giờ đã 53 rồi. Ngài mới có 33 tuổi thì các môn đệ của Ngài con trẻ lắm, y như các bạn phần lớn ở đây, những người trẻ. Và cũng giống như các bạn vậy, hai môn đệ này đặt trọn niềm tin, trọn niềm hy vọng và tất cả nhiệt tình của mình vào Đức Giêsu, vào tin mừng của Ngài. Nhiệt tình lắm nhá, là bởi vì dám dã từ cả làng quê, không biết là đã có vợ chưa nữa, dã từ làng quê với bao nhiêu mối quan hệ thân quen đầm ấm ở đấy để đi theo Chúa Giêsu, một nhân vật mà tự xưng là con trồn có hang, con chim có tổ, còn tôi thì không có chỗ dựa đầu, cứ lang thang vậy thôi, ngày này qua ngày khác đi hết làng này sang làng nọ, thành này sang thành kia. Dám dã từ một cuộc sống yên ổn như thế để đi theo Đức Giêsu, nghe Ngài giảng dạy, rồi sống khắc khổ như Ngài vậy. Nhiệt tình lắm chứ. Ấy thế mà đức tin của các ông cũng có một lúc nào đó nó lung lay tận gốc rễ. Nhiệt tình nó vơi cạn đến nỗi là kiệt quệ. Nó thể hiện qua nét mặt. Người khách bộ hành người ta chỉ thoáng thấy có một cái đã đến hỏi là: nói năng gì mà buồn dữ vậy? Các bạn có bao giờ mà buồn đến cái độ mà đi ngoài chợ người ta cứ nhìn thấy cái nét mặt đã bảo cái cô này đang thất tình không? Có không? Chắc lúc đấy là nguy lắm rồi đó. Tin tưởng và nhiệt tình như thế mà rồi đến lúc đức tin xem chừng lung lay tận gốc rễ và nhiệt tình vơi cạn. Nhưng mà câu chuyện này có cái hay này. Câu chuyện Thánh Luca đúng là một nhà văn độc đáo. Ông ấy mở đầu câu chuyện đó là những bước đi xem chừng nó nặng trĩu, nó buồn phiền, nó xuôi về vùng quê. Alo, 1, 2, 3, 4. Tại vì cha đi về miền quê, cha kéo cái dây nó đứt thế trời. Ê, tôi đang nói dở chuyện với các bạn đó là ông Thánh Luca ông mô tả câu chuyện là hai môn đệ bắt đầu đi về Emmau mà buồn phiền lắm. Nhưng mà kết thúc câu chuyện đó thì nó quay ngược 180 độ, là ông không có đi về Emmau nữa mà ông đi trở lại Jerusalem, mà đi trong hớn hở, đi trong vui mừng, đi trong phấn khởi, đi trong hy vọng. Nói theo kiểu mình vẫn nói là một câu chuyện có hậu. Nhưng mà nếu ta đặt câu hỏi là cái gì đã làm nên sự biến đổi đó, thì câu trả lời là Chúa Giêsu Kitô phục sinh, và ngày hôm nay là Chúa Giêsu Thánh Thể. Ở trong cuộc đời của các bạn, mình gọi là người Công giáo, là Kitô hữu, là môn đệ Chúa Kitô, tôi hỏi thật nhé, có bao giờ các bạn chán nản đến độ là không muốn đến nhà thờ nữa không?
Ai mà chưa có thì chắc phải làm hồ sơ để phong thánh. Ở trong cộng đoàn chúng ta hôm nay có cả một số khuôn mặt tu sĩ nữa. Tôi cũng dám hỏi ngay cả các tu sĩ đó nữa. Thế thì trong cuộc đời các sơ cho đến bây giờ, đã có lúc nào mà sơ cảm thấy chán nản đến độ là muốn cởi áo ròng không? Cái này chỉ có trả lời trước mặt Chúa thôi. Nói ra nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà đấy là thực tế. Này không chừng tôi lại hỏi luôn mấy trà ở đây nữa bây giờ. Nó là thực tế. Cuộc sống, lòng tin của chúng ta có những lúc mà mình cảm nhận là bị thử thách, lung lay lắm, chán nản lắm, nhiệt tình không còn gì. Và lúc đó ta đọc lại cái câu chuyện này, ta đặt mình vào trong tâm trạng của hai người môn đệ và ta tự hỏi rằng, thế thì cái gì làm cho họ lấy lại nhiệt tình, lấy lại sức sống của đức tin? Tôi đã nói là kinh nghiệm của tôi nhỏ bé lắm, cho nên tôi muốn dựa vào cái kinh nghiệm của giáo hội. Và khi tôi đọc lại cái kinh nghiệm của giáo hội xuyên qua câu chuyện tin mừng này, ít nhất là có hai điều tôi có thể chia sẻ với các bạn. Sở dĩ mà hai môn đệ đã hâm nóng lại được niềm tin, lấy lại nhiệt tình tưởng như đã mất, đó là bởi vì thứ nhất đó, họ chấp nhận để cho lời Thiên Chúa chất vấn cuộc đời mình và soi sáng cuộc đời mình. Và thứ hai đó là họ chấp nhận để Thánh Thể trở thành lương thực cho mình. Trước hết đó, là họ chấp nhận để cho lời Chúa chất vấn và soi sáng cuộc đời của mình. Rõ ràng là hai môn đệ này tin vào Chúa Kitô, tin lắm và nhiệt tình lắm. Nhưng mà bây giờ thử hỏi rằng, thế họ tin vào Chúa Kitô thì họ nhắm cái mục đích gì? Rất có thể là nhắm mục đích này. Ông Giê-xu này nổi tiếng lắm. Một ngày nào đó, sớm muộn thôi, Ngài sẽ đánh đuổi quân Roma ra khỏi đất nước chúng ta. Ngài sẽ lên ngôi vua thôi. Và lúc bấy giờ mình là môn đệ thì lạy Chúa thôi, chẳng tể tướng thì cũng thủ tướng chứ còn gì nữa, phải không? Đấy, hy vọng như vậy đấy. Tin là để nhắm cái đó đó. Và tôi dám nghĩ như thế là bởi vì có rất nhiều trang tin mừng phản ánh cái não trạng đi tìm lợi lộc và quyền chức của các môn đệ Chúa Giê-xu. Mà nếu họ tin vào Chúa Kitô để đợi chờ điều đó, thì rõ ràng biến cố thập giá đã xóa tan tất cả. Còn gì nữa đâu. Cứ tưởng ông vinh quang thế nào, cuối cùng bị chúng bắt mà cũng chẳng có làm gì được. Đánh cho một trận đến nơi đến chốn, rồi cuối cùng đóng đinh trên thập giá. Người ta cứ thách đố mà có giỏi thì nhảy xuống mà cũng không nhảy được, nằm im. Thôi xong rồi, mọi chuyện coi như chấm dứt. Làm gì còn nhiệt tình với lại đức tin ở đây. Chúa Giê-xu chất vấn hai môn đệ. Tôi nghĩ là trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy. Các bạn cũng giống như tôi thôi. Nếu ta đến với Chúa Giê-xu Thánh Thể bằng cách là tham dự thánh lễ, hoặc một lúc nào đó bạn vào ngồi trong nhà thờ một mình tĩnh lặng trước nhà tạm, và bạn chấp nhận để cho Chúa Giê-xu chất vấn đời sống đức tin của bạn coi. Có bao giờ bạn chấp nhận để cho Chúa chất vấn mình, hay là mình chất vấn Chúa nhiều hơn? Chúa Giê-xu Thánh Thể sẽ chất vấn chính đức tin của bạn. Con tin vào ta là để con nhắm cái gì? Có phải là con tin vào ta để con mong là đời sống vật chất của mình nó được thoải mái hơn không? Có không? Tôi nghĩ một cách nó hơi cay đắng một chút. Nhưng mà tôi tưởng tượng giả như một ngày nào đó các cha dòng thánh thể ở đây ra một cái thông báo là nhà thờ Khiết Tâm xin thông báo cho bà con được rõ
Mỗi Chủ nhật, ai đi lễ ở nhà thờ Khiết Tâm thì đều được tặng 100 đô. Lạy Chúa, từ cái nhà thờ này bảo đảm là không có chỗ chứa đâu cha Long ạ. Không có chỗ đâu. Mỗi lễ 100 đô cơ mà. Và không chừng là sẽ có nhiều người không phải là công giáo mà cũng tha hồ mà đi Hồng Đa từ Sài Gòn xuống đây đi lễ nhé. Tôi tưởng tượng cái chuyện ấy nghe nó có vẻ hơi cay độc. Nhưng mà hỏi thật các bạn nhé. Nếu chuyện đó có thật thì sao? Mà nó lộ ra cái gì? Nó lộ ra cái chuyện là mình tin Chúa, mình đến với Chúa để nhắm cái gì? Thế thôi. Nhắm lợi lộc vật chất thôi. Đấy, Chúa Giêsu chất vấn chúng ta đó. Có lẽ mình không đến nỗi để mà mong được 100 đô đâu. Nhưng mà đôi khi là mình cũng đến nhà thờ để cầu xin Chúa chủ yếu là những ân huệ vật chất. Và khi mà Chúa không gửi tới đó, thì thôi, bye bye, rồi ta đi chùa thôi. Hay là ta đi chỗ nào mà nó thiêng thôi. Có nhiều người Việt Nam thực tế đó, là họ không có tôn giáo nào hết, nhưng mà bất cứ chỗ nào mà nghe nói là thiêng đó là tới hết. Mà chủ yếu là để xin ân huệ vật chất. Hay là chúng ta tin Chúa, để xin Chúa là đấng quyền năng, Chúa lấy quyền năng của Ngài mà bao che cho những việc làm bất chính của mình. Có một anh sinh viên nào tự xưng là công giáo mà vào phòng thi, bắt đầu giờ thi là làm dấu thánh giá, rất là nghiêm túc cầu nguyện để xin Chúa giúp con có quay bài thì giám thị nó không thấy không? Dám lắm à. Có một lần nào đó tôi đọc ở trên báo đó, thấy người ta mô tả có một cái bà ấy đi buôn lậu. Rồi bà ấy khấn với Đức Trần Hưng Đạo, mà bà ấy khấn hay lắm. Xin Ngài cho con đi đông thì về đông, mà đi tây thì về tây. Xin cho công an nó có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Đấy. Nếu mà Chúa của chúng ta lại là đấng để ban cho bà ấy cái ơn đấy thì chắc là... tôi nói thật thì chắc tôi bỏ đạo. Nhưng mà đấy, Chúa Giêsu chất vấn đức tin của bạn đấy. Con tin vào ta nhưng mà để nhắm cái gì? Để nhắm cái gì? Cũng giống như là Ngài chất vấn đức tin của hai môn đệ đi về Emmau. Mà nếu ta đến với Chúa Giêsu thánh thể mà dám để cho lời của Ngài chất vấn niềm tin của mình, chất vấn chính cái nhiệt tình tuổi trẻ của mình. Tuổi trẻ thì dĩ nhiên là nhiệt tình rồi. Nhưng mà bạn đang dành cái nhiệt tình đó cho cái gì? Bạn dành nhiệt tình đó cho thuốc lắc à? Để mà lắc thật mạnh à? Lắc 2 ngày 2 đêm vẫn được à? Bạn dành cái nhiệt tình đó cho những cuộc đua ở ngoài xa lộ à? Để tỏ ra là mình anh hùng à? Bạn dành cái nhiệt tình đó cho những cuộc ăn chơi trác táng à? Để rồi cứ sau mỗi lần như vậy lại thấy con người mình nó hèn hạ hơn, tâm hồn của mình nó lại trống trải hơn, chán nản hơn, buồn phiền hơn. Có phải đấy là nhiệt tình của tuổi trẻ không? Chúa Giêsu chất vấn người trẻ về cái chuyện đó. Đức tin của con, nhiệt tình của con dành cho cái gì? Và đồng thời, khi Chúa Giêsu thánh thể chất vấn đức tin của bạn thì Ngài cũng soi sáng đức tin đó. Cũng giống như với hai môn đệ trên đường Emmau vậy, Ngài chất vấn nhưng mà đồng thời Ngài soi sáng, Ngài dựa vào kinh thánh toàn bộ để mà giải thích cho các ông biết đấng cứu thế thật là ai, dung mạo của người là thế nào, con đường nào người phải đi để cứu thế giới này. Đối với chúng ta cũng vậy thôi. Nếu bạn thực sự mà đến với Chúa Giêsu thánh thể, Chúa Giêsu chất vấn bạn nhưng mà đồng thời soi sáng cho bạn để thấy được rằng Ngài là ai và đồng thời mình là ai.
mà mình phải sống như thế nào. Như tôi nghe cái bài giảng của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong ngày lễ đăng quang, có một câu làm tôi rất xúc động khi mà Ngài nói rất mạnh thế này nè: thế giới này không được cứu bởi những kẻ đóng đinh Giê-xu, nhưng thế giới này được cứu bằng đấng chịu đóng đinh. Được cứu bởi đấng chịu đóng đinh chứ không phải là bởi tay những kẻ đóng đinh Giê-xu. Cũng có nghĩa là thế giới này được cứu bằng tình yêu chứ không phải bằng hận thù. Thế giới này được cứu bằng sự tha thứ chứ không phải bằng quyền lực quân sự và kinh tế. Đấy là tin mừng Đức Giê-xu. Và đấy cũng là con đường mà Chúa Giê-xu soi sáng cho người trẻ chúng ta đi. Cho nên điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, nếu thực sự đó mình muốn để cho Thánh Thể trở thành nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của mình đó, thì mình phải dám chấp nhận để cho Chúa Giê-xu Thánh Thể chất vấn chính đức tin của mình, lối sống của mình và nhiệt tình tuổi trẻ của mình, và đồng thời đón nhận sự soi sáng của Ngài. Và điểm thứ hai đó là hai môn đệ đi về Emmaus không chỉ chấp nhận để cho lời Chúa chất vấn soi sáng, nhưng mà hai ông đã được đón nhận bánh Thánh Thể. Các bạn có để ý cái điều này là khi Thánh Luca mô tả cái câu chuyện đó, là khi Chúa Giêsu đồng hành với hai ông giải thích Kinh Thánh thì lòng của họ bừng bừng cháy. Nhưng mà đã nhận ra Chúa chưa? Chưa. Và đã quay lại Jerusalem chưa? À, cũng chưa. Chỉ mãi đến khi mà đồng bàn với người khách đó, người khách đó cầm tấm bánh, chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra, những cái cử chỉ làm cho chúng ta nhớ đến. Con thưa cha, với giới trẻ hiện nay mà chúng con ở ngoài đời ấy thì gặp những cái thứ khó khăn, những cái gì mà nó áp lực với trong cuộc sống của mình ấy, mà mình muốn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể thật sự ấy, thì mình phải làm cách nào để mình kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong cái khung cảnh mà mình với Chúa một cách nào mà để gần gũi mà mình không có bị chi phối với cái những thứ ở ngoài. Nếu mà nói về cái sự lo ra chi trí thì tôi cũng hay lo ra lắm. Khó mà không có lo ra chi trí. Vậy cho nên cha Long nói đúng đó, là các cụ mình khôn lắm, thì xưng tội là có lo ra chi trí khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Đấy. Nhưng mà không nên xưng tội là con có phạm điều răn thứ 6 khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Thì chuyện đó nó lại là chuyện khác rồi. Thực sự câu hỏi của em cũng rất là cụ thể. Theo tôi trước hết nó diễn tả một cái nỗi khao khát muốn sống gắn bó với Chúa Giê-xu thực sự. Thì tôi không biết là nếu mà tôi trả lời cho cộng đoàn dòng tu thì chắc không đúng. Nhưng mà ở đây phần đông của chúng ta là những người trẻ sống trong cuộc sống thường ngày, thì có lẽ là cách thế mà các bạn thấy quen thuộc và tốt nhất đó là đến tham dự thánh lễ và đồng thời cố gắng dành một ít phút nào đó để mà sống tĩnh lặng. Sống tĩnh lặng gần Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm đã vậy, mà có thể tập sống tĩnh lặng như thói quen mỗi một ngày 5-10 phút. Đặt mình trước mặt Thiên Chúa và trước mặt chính bản thân của mình. Và đồng thời khi bạn tham dự thánh lễ đó, thì cũng theo tôi nghĩ mỗi người chúng ta cũng nên tự hỏi là thái độ của mình khi đến tham dự thánh lễ như thế nào. Có một cuốn sách mới đây nhất của một tác giả xuất bản ở bên Mỹ về bí tích thánh thể, mà người viết có kể lại
Cái kinh nghiệm là trước khi viết cuốn sách này thì ông ấy đã gửi cả mấy trăm lá thư hỏi ý kiến của nhiều người về bí tích thánh thể, về thánh lễ. Thì hầu hết trả lời đổ tội là tôi không đi lễ rồi, thánh lễ chán quá, lý do là bởi vì ông cha ông ấy giảng dở quá, ca đoàn nó hát dở quá, nhà thờ nó nóng quá. Mà không mấy ai nói đến thái độ của chính mình. Không mấy ai nói đến thái độ của chính mình. Đang khi đó, đó là một điều rất quan trọng. Cho nên ta cũng nên quan tâm xem là mình đến tham dự thánh lễ đó, thì bạn có cái thái độ nào? Bạn có đến với tất cả niềm tha thiết thực sự không? Bạn có lắng nghe các bài đọc kinh thánh hôm đó một cách chân thành thực sự không? Bạn có để cho những lời ở trong kinh thánh đó đi vào trong tâm hồn của bạn không? Và kể cả bài giảng của một linh mục nào đó, nếu mà không hay lắm thì ít ra cũng có một câu hay lắm chứ, phải không? Mình cũng có ghi nhớ được một điều gì, và mình cố gắng để cho lời đó nó thấm vào trong tuần lễ sắp tới của mình.